Hiện tại ở Hải Phòng ấy, thì anh làm mấy công việc? Hiện tại Hải Phòng mình làm 3-4 cái đấy, cả bê tông khí cũng như là bê tông nhẹ đấy, Bên không khí bên này có truyền thống không? có cả truyền thống. Nhưng mà mình bên xây dựng tượng quá thì mình đáp ứng mọi cái nhu cầu của khách hàng đấy, nhưng mà sẽ tập trung nhiều vào công làm nhà lắp ghép bê tông nhẹ nhiều hơn. Thế tuyệt vời quá. Thế thì trước đây thì anh làm các biệt thoát trung tâm thì anh làm các loại vật liệu vữa hay là sơn hay là dòng dòng như nào? Thì từ trước giờ mình vẫn theo cái trong cái mảng lắp ghép này thì mình vẫn sử dụng vấn đề là rắn rắn lưới, dùng tất cả các bục bả để mình rắn lưới. Đấy. Thì thế nó có bị đặc điểm như nào đối với cái nó như nào mà anh muốn chuyển sang cái giải pháp mới này? Đó là trong cái vấn đề mình đã sử dụng và mình đã trải nghiệm rồi thì nó vấn đề những cái bệnh lắp cũ ấy thì nó vẫn được, trong cái cảng nhà lắp ghép thì nó vẫn có cái vấn đề những cái tình trạng bị nứt. Tất cả vấn đề nứt mặt đấy, ngoài nứt ra nó có bị cái gì không, nó ảnh hưởng đến chi phí gì không? Nứt ra thì thời gian tiến độ ấy. Nứt ra thì cái thời gian tiến độ bảo hành của mình nó cũng ảnh hưởng đấy. Tức là cái thời gian bảo hành vì khi thi công xong cũng xử lý rất kỹ về cái vấn đề mạch, vẫn ra tình trạng bị nứt mạch. Tức làm hai lớp là nó phải dày hơn đúng không, nó gồ lên đúng không? Đúng rồi. Và cái thời gian thi công mà khi mình buộc tả vào thì cái tỉ nó sẽ độ dày cao hơn thì nó tốn cái thời gian cho anh em thi công buộc tả để tiến hành hoàn thiện. Đấy.